tốt nghiệp rồi còn học hành gì đấy, sao không nghỉ ngơi đi đây đi đó cho khuây khỏa đầu óc đi. Em đang muốn tìm việc, em muốn tiếp xúc với môi trường làm việc, với tích lũy kinh nghiệm. Thế đi về tập đoàn của anh làm đi. Cái gì? Làm cho anh đó. Mày chơi tập đoàn của anh à? Này, bao nhiêu người muốn vào mà không được đấy. Em không thích đâu. Em thích phải tự đi lên bằng đôi chân của mình. Thôi sang đi, có gì anh chỉ bảo cho. Sau này còn làm quản lý tập đoàn nữa chứ. Em muốn mọi người công nhận em bằng năng lực của em chứ không phải là vì anh là chủ tịch đâu. Thật á? Em gái của tôi đã trưởng thành thế này rồi à? Thôi được rồi, mai anh sẽ bảo trợ lý của anh đưa em xuống phòng nhân sự phỏng vấn. Em lớn rồi mà, em tự đi được. Anh đừng có mà nói cho ai biết nhá, kể cả là thư ký của anh. Này, thế thì về công ty con của anh làm đi. Có cô thư ký Ngọc Thọ, cô ấy sẽ giúp đỡ em. Em biết rồi. Ừ, thôi được rồi, để xem cô có làm vào trò trống gì không. Dạ, em chào anh ạ. Anh qua đây có việc gì à? Ừ. Qua đây xem anh chị em làm việc thế nào. Đây là danh sách phỏng vấn tháng này à? Dạ vâng ạ. Ừ, tuyển chọn cho cẩn thận nhá. Công ty con mới tách ra nên anh cần những người có năng lực. Anh rất tin tưởng ở em nên anh mới cho em đảm nhận vị trí này. Dạ, anh cứ yên tâm ạ. Em đã chọn lọc rất kỹ lưỡng để tìm ra thật nhiều nhân tài cho công ty mình anh ạ. Ừ, tốt. Làm việc đi nhá. Anh qua bên kia, anh có cuộc họp quan trọng, anh phải đi đây. Vâng ạ. Anh đi cẩn thận ạ. Vào đi. Em chào chị ạ. Đến đây có việc gì? Dạ em đến xin việc ạ. Hồ sơ đâu? Đây là hồ sơ của em gửi chị ạ. Đi làm ở đâu chưa? Có kinh nghiệm gì rồi? Em vừa mới ra trường nên là cũng chưa đi làm ở đâu ạ. Em muốn xin vào công ty để có thêm kinh nghiệm ạ. Thế có bằng gì? Em tốt nghiệp bằng giỏi đại học chính quy ạ. Bằng đại học chính quy á? Có mỗi thế thôi à? Công ty của chúng tôi thấp nhất là bằng nghiên cứu sinh rồi. Đã thế lại còn không có kinh nghiệm gì. Thế cô có ai là người nhà trong công ty không? Dạ không ạ. Em thấy công ty đang tuyển nên là em xin việc thôi ạ. Cái gì cũng không có. Cô muốn vào đây học nghề thì cũng có một vị trí cho cô phấn đấu. Nhưng mà muốn học nghề được ở đây thì cô cũng phải chịu khó bỏ ra một chút. Tôi sẽ cân nhắc. Đây là công ty mà bao nhiêu người khao khát muốn được vào làm. Lương cao, đãi ngộ nhân viên cực kỳ tốt. Đã thế, lại còn cho cô được va chạm, học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Kể ra ấy, sau khi cô không làm việc ở đây thì cũng có nhiều công ty khác mời cô vào làm việc. Đấy, hơi quá rồi còn gì. Đây là cách mà một công ty có tiếng tuyển nhân viên ấy ạ? Chuyện đó không nên có quản. Công ty có tiếng thì cũng phải có cái giá của nó. Cô muốn vào đây làm việc ý thì cô biết cô phải làm gì rồi đấy. Theo như em được biết ý, thì đây là công ty con vừa mới được tách ra nên là rất là thiếu nhân tài. Thế mà chị lại dùng tiền để tuyển người á? Này, con dành con, mày đừng lên mặt dạy đời người khác. Có tiền thì mà làm, không thì đi chỗ khác. Tao không dành để đôi co với những đứa như mày. Liệu chủ tịch của chị có biết là chị dùng cách này để tuyển người không? Đây là công ty con và tao là người to nhất. Ai muốn vào đây làm việc ý thì phải qua tay tao. Còn không ý thì cút. Chủ tịch ạ. Cô cũng ghê gớm nhờ. Em tưởng chủ tịch đi họp ạ. Hôm nay tôi có lịch họp. Nhưng em gái tôi hôm nay đến đây phỏng vấn. Em gái chủ tịch ạ? Ừ. Sao cô ta bảo với em là không có quan hệ gì công ty ạ?
Tôi muốn đến đây xin việc bằng năng lực của mình, chứ không phải là cậy quyền hay là cậy tiền. Thế mà hôm nay tôi lại được chứng kiến cái cảnh như thế này, đáng lắm. Công ty của anh tôi ấy, sớm muộn gì thì cũng bị hủy hoại bởi những người như cô thôi. Em cứ để anh xử lý vụ này. Không nói đến những người có địa vị như cô ấy, nhưng những người có địa vị bình thường, cô xử lý thế này mới được à? Dạ, không phải vậy đâu ạ. Thời gian qua, cái giá mà cô nhận được cũng không ít. Cô lại còn phụ lòng tôi à? Con người hơn nhau được ở cái thái độ và ý thức xây dựng tập thể. Tập đoàn của tôi không cần những người như cô. Cô nộp đơn nghỉ việc đi. Chú Tình, em xin lỗi rồi. Chú Tình tha lỗi cho em. Adam Store, thương hiệu vest nam may sẵn hàng đầu Việt Nam.